Tối ngày 9 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mùa Manh đã công chiếu chính thức tại cụm rạp BHD Store Thảo Điền. Là những nhân vật chính của sự kiện, dàn diễn viên của Đóa Hoa Mùa Manh đã có màn lên đồ cực lộng lẫy. Trong khi hai chị em Mai Thu Huyền, Mai Thu Trang đều chọn những chiếc đầm trắng ôm sát, phô trọn lợi thế hình thể, thì nữ diễn viên chính Maya lại thể hiện nét quyến rũ qua chiếc đầm đỏ ôm sát cùng mái tóc búi cao. Hai nam diễn viên Quốc Cường và Đức Tiến diễn suốt thanh lịch, thể hiện nét phong độ trưởng thành. Thảm đỏ Đóa Hoa Mùa Manh cũng là nơi để các khách mời thể hiện phong cách thời trang của riêng mình. Danh ca Elvis Hương, ca sĩ Nhật Tinh Anh hay ca sĩ Đàm Vĩnh Hương chọn diện những set đồ mismatch kết hợp với giày tây hay giày thể thao, tạo tổng thể năng động, trẻ trung. Về phần các người đẹp như Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa hay Á hậu Hoàng Nhung đều chọn cho mình những chiếc váy với hai tông màu trắng đen và kiểu dáng phù hợp, vừa giúp phô trọn tối đa nét đẹp hình thể, vừa che được những khuyết điểm không đáng có. Các khách mời khác cũng chọn những outfit năng động với những gam màu tươi sáng, tạo nên một làn gió mới cho thảm đỏ phim Đóa Hoa Mùa Manh. Tiếp tục cho đón sự xuất hiện của nhà sản xuất Nguyễn Anh, nhà sản xuất Quỳnh Nguyễn, Trúc Hồ và Phi Thúy.